không phải công ty của Sananometi, Lihi Lee Hee sẽ chung nhà với Jay Park và loạt tên tuổi hip hop đình đám. AOMG đã chính thức lên tiếng về khả năng Lee Hee sẽ gia nhập công ty. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, Lee Hee đã chính thức kết thúc hợp đồng và rời khỏi YG sau 7 năm gắn bó. Mặc dù ai cũng đoán trước được đây là điều sớm muộn sẽ xảy ra, nhưng vẫn vô cùng tiếc nuối sau khi rời YG. Truyền thông Hàn đã đưa tin Lee Hi có khả năng sẽ về chung nhà với Sananometi là Make US Entertainment. Tuy nhiên, vẫn chỉ đang thảo luận và chưa có thông báo chính thức sau gần hơn 2 tháng tìm kiếm công ty phù hợp. Để phát triển con đường âm nhạc đến nay Lee Hee vẫn chưa ký kết với bất kỳ công ty giải trí nào. Mới đây, hãng thu âm do Jay Park sáng lập là AOMG bất ngờ đưa ra phản hồi về thông tin Lee Hee. Sẽ gia nhập công ty, đại diện AOMG đã trả lời rằng. Đúng là chúng tôi đã thảo luận nhưng vẫn chưa có gì xác nhận. Đứng trước sự phản hồi đột ngột này của AOMG, người hâm mộ cho rằng cả hai phía đã có những thảo luận tích cực rất có khả năng Lee Hi sẽ đầu quân về công ty của Jay Park nhìn vào cá tính âm nhạc của cô nàng cũng phần nào dự đoán. Được phong cách mà Lee Hee muốn hướng tới, có thể thấy AOMG rất phù hợp để phát triển sự nghiệp và khai phá tiềm năng của của Lee Hi. AOMG là một hãng thu âm độc lập được Jay Park tạo, nên... AOMG là nhà của hàng loạt tên tuổi rapper đình đám nhất hàn quốc là Simon Dominic. Gray, Loco, Uwonche, Hoodie. AOMG cũng sở hữu những tài năng sản xuất âm nhạc tài ba. vì thế, nếu Lee Hee thực sự đầu quân vào thì màu sắc âm nhạc của cô nàng sẽ được khai thác triệt để hơn rất nhiều. dường như Lee Hee đang xem xét rất kỹ tất cả cơ hội ở những công ty giải trí. kể từ khi rời yg đến nay, cô nàng vẫn chưa quyết định ký hợp đồng với công ty giải trí nào người hâm mộ nhận xét rằng ly hy rất phù hợp với màu sắc và phong cách của aomg hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại